Xin kính chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn. Thì hôm nay lại trở lại cùng quý vị để thực hiện một buổi nói chuyện đặc biệt, đó là bác sĩ Mai Chi. Thì cách đây khoảng hơn một tháng thì đã được nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ là đại diện của chương trình Trung tâm Y tế Á Châu. Thì chúng ta lại trở lại trong một tháng vừa qua, có rất nhiều những tin tức, thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Và hôm nay thì phải được update một số thông tin mới. Thì thưa quý vị, thì trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng được nghe rất nhiều về vấn đề gọi là gọi là Delta, gọi là một cái vi khuẩn mới. Nhưng mà cho nên hôm nay được nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Mai Chi, có thể tìm hiểu thêm sự khác biệt về cái coronavirus hồi xưa và cái Delta variant mới như thế nào. Thì trước tiên là xin cảm ơn bác sĩ Mai Chi có buổi tái dành cho buổi nói chuyện hôm nay. Dạ, cảm ơn anh Tony. Xin chào quý vị. Dạ vâng, thì xin được hỏi bác sĩ là cái vi khuẩn nó có thay đổi hình dạng, cái tên gọi hồi xưa mình gọi là coronavirus và bây giờ nó gọi là Delta variant, thì nó như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ để cho quý vị được biết. Được. Cái coronavirus là một cái virus đó, là đầu tiên là mình bắt đầu từ mình biết là trong 2020 là người ta nghe một cái virus là corona. Corona bây giờ tại vì nó là một cái virus nó sẽ có thể thay đổi. Thì lúc nó thay đổi thì nó sẽ bắt đầu đổi tới alpha, rồi mình nó mỗi lần nó thay đổi thì mình sẽ nghe cái tên khác nhau. Hồi xưa là người ta dùng cái tên của cái nước của cái chỗ đó rồi, hay là người ta dùng số, thì bây giờ người ta gọi là alpha, beta, người ta sẽ gọi, bây giờ mình đang cái delta, nó vẫn còn là cái virus corona nhưng mà nó thay đổi chút xíu. Rồi mỗi lần nó thay đổi á, là mình biết là cái virus nó sẽ thay đổi, mà mỗi lần nó thay đổi là mình phải theo dõi cái thay đổi này nó khác nhau như thế nào. Thì trong khoảng tháng 6 nhiều người thấy là cái tình trạng mình lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau, cái tình trạng thì nhiều người chích ngừa hơn, rồi mình thấy là mấy cái case là mấy người đi nhập viện hay là tử vong thì rất là thấp, thì cái kinh tế nó mở ra ở Cali khoảng giữa tháng 6. Rồi lúc kinh tế nó mở với lại mình sẽ thấy cũng có một phần trong cộng đồng không chích ngừa, với lại mình càng hồi xưa thì mình chỉ có quan hệ với người trong gia đình của mình, mà bây giờ mình gia đình, mỗi gia đình với lại cộng đồng nó gọi là nó mix, Vâng. mình sẽ thấy là cái virus này nó có cái cơ hội để nhảy, với lại nó thay đổi. Rồi cái Delta người ta mới tìm ra là từ 2020 ở Ấn Độ, nó bắt đầu ở đó đến nó tới nước Anh. Rồi mình thấy ở cái thông tin là lúc nó ở đó thì cái Delta này nó có thể truyền nhanh hơn và mạnh hơn mấy cái corona loại khác. Thì lý do vậy á, thì mình thấy là tình trạng tháng 6 rất là khác từ tình trạng tháng 7 với tháng 8 bây giờ. Thì cái Delta mình biết ra là nó sẽ lây 4 phần nhanh hơn. Với lại mình biết là mấy người mà bị chết á, thì mấy cái variant mà là mấy cái loại corona lúc trước á, thì nó ít cơ hội để làm mấy người bị chích ngừa, người ta có bảo vệ. Nhưng mà Delta mấy người mình thấy là người chích ngừa, người ta có thể vẫn còn bị Delta, bị cái coronavirus. Thì nhưng mà cái cơ hội mà người ta bị á, người ta ít bị bệnh hơn. Nhưng mà tại vì nó lây nhanh hơn, mà nó có thể mạnh hơn, thì lý do mình mới lo ngay tại bây giờ. Dạ vâng, thì thông tin phải nó thay đổi, phải nói là cập nhật mỗi ngày. Thì đúng như bác sĩ vừa mới trình bày là hồi tháng 6 khi mình đề cập đến về cái COVID 19, thì mình còn nói là tương đối là mình cảm thấy có một cái ánh mặt trời ở cuối đường hầm, mình cảm thấy là đương nhiên là mình trở ra, bắt đầu mình trở lại sinh hoạt bình thường, là có những sinh hoạt lớn tập thể hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn, thì cũng là một cái tốt để cho mọi người gặp gỡ nhau trong suốt một năm trời gặp không có gặp gỡ nhau.
mặt đối mặt, nhưng mà sau cái thời gian đó cũng là một cái nguy hiểm là cái dịch bệnh nó càng ngày nó càng lan lan tràn nhiều hơn. Thì và bác sĩ cũng vừa mới chia sẻ chúng ta có hai cái vi khuẩn là vi khuẩn cũ thì nó cũng là cái dạng của coronavirus, nhưng mà nó theo một cái dạng mới là nó mạnh hơn và nó nhanh hơn gấp 4 lần như bác sĩ vừa trình bày. Thì bác sĩ có thể là những người nào mà đã được chích ngừa vaccine thì sẽ cái sức đề kháng của họ sẽ mạnh hơn rất nhiều lần để mà chống chọi cái con virus này. Thì cái câu hỏi này muốn đặt thẳng với bác sĩ chia sẻ cái này. Và trong thời gian chúng tôi đang đặt câu hỏi thẳng với bác sĩ thì bác sĩ, tất cả quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện có thể gửi đến câu hỏi cho chúng tôi về bất cứ một câu hỏi nào liên quan đến cái vi khuẩn mới là Delta variant. Xin mời bác sĩ. Thì bác sĩ Mai Chi muốn quý vị muốn biết là cái Delta nó có khoảng 5 loại. Cái quan trọng nhất là đầu tiên là mình nói là nó lây hơn các virus khác. Thì cái thứ hai thì mấy người mà chưa chích ngừa là mấy người đang cái đó là nguy hiểm nhất cho mấy người đang chưa được chích hay là không có cơ hội để chích tại vì người ta dưới 12 tuổi. Cái quan trọng đó là tại vì mấy người không có chích hay là chưa có cơ hội chích đó, thì cái virus nó sẽ lây cho mấy người đó rất là dễ hơn. Thì cái quan trọng đó là mình phải coi trong cộng đồng của mình, cái làng của mình, cái thành phố của mình là bao nhiêu phần trăm của người chích rồi hay không chích rồi. Càng nhiều người chích thì người ta mới nói là cái cộng đồng đó, cái sức đề kháng của cái cộng đồng gồm với nhau mạnh hơn, thì cái virus nó không có cơ hội để lây cho mình, với lại nó không có cơ hội để thay đổi. Tại vì nếu nó thay đổi thì nó có thể trở thành mấy cái variant này á. Thì lý do vậy mình sẽ phải coi là mình đầu tiên là chích hay là không chích. Nếu mình sống ở cộng đồng nào mà cái chích á, nhiều người dân ở trong đó chích thì cái đó nó bảo vệ mình hơn. Với lại nó bảo vệ mấy người mà không có khả năng để chích hay là không có chưa có cơ hội, mấy đứa bé nó cần mấy người lớn bên cạnh để chích để cho nó bảo vệ cái cộng đồng đó. Thì lý do vậy mình sẽ thấy á, là trong nước Mỹ có mấy tiểu bang, mấy thành phố nó khác nhau, có mấy chỗ cái chỗ mà nào mà chích ngừa nhiều á, mình sẽ thấy cái virus nó có thể control được, nó không có ảnh hưởng cái hệ thống y tế. Nhưng mà mấy cái chỗ nào mà cái cộng đồng rất là nhiều người trong cộng đồng mà chưa được chích á thì cái virus nó có thể lây rất là nhanh. Rồi lý do đó thì cái hệ thống y tế không có đủ không có thể đủ, nếu bao nhiêu người trong cái cộng đồng đó bị bệnh một lúc mà bị bệnh tới một cái mức nặng á, thì nhà thương, bệnh viện, mấy cái hệ thống của cái y tế mà nó hỗ trợ cho cộng đồng đó, nó có thể là không có thể làm sao để chăm sóc cho cái cộng đồng đó. Thì lý do vậy mình muốn khuyến khích là càng nhiều người chích được thì sẽ bảo vệ cho hết cả cộng đồng. Dạ vâng, thì cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ cũng như nhắn nhủ. Thì hy vọng là tất cả quý vị đang lắng nghe cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì quý vị đã chích rồi, thì quý vị đó là một niềm rất là phải nói rất là tốt cho chính bản thân của chúng ta cũng như là cộng đồng, người thân và gia đình. Còn nếu quý vị có thể quen biết người nào mà họ chưa có chích thì chúng ta cũng nên khuyến khích họ để mà được chích ngừa. Tại vì như bác sĩ vừa trình bày là cái vi khuẩn gọi là cái vi khuẩn mới, cái biến thể là Delta variant nó rất là nguy hiểm và nó rất là nhanh. Thì cũng như là chúng ta thường thường biết là khi người bị nhiễm nhiễm cái vi khuẩn mới này thì cái vấn đề là họ rất bị kiệt sức rất là nhanh. Có những cái người y tá bác sĩ có người y tá thì cũng như sáng nay mình đọc một bản tin là có bốn người thầy giáo, mà bốn người đó là ba người thì đã chưa chích, một người kia họ chưa rõ nhưng mà đều chết cả. Tại vì họ nghĩa là họ chưa chích cái vaccine. Thì đó là một cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý lẫn nhau. Thì bác sĩ vừa đó chia sẻ thì đó cũng là không nói riêng gì California mà rất nhiều tiểu bang như là tiểu bang Florida hay là Texas hay là những tiểu bang đó bây giờ cái số người chích rất là ít.
cho nên cái vấn đề miễn dịch cộng đồng nó vẫn còn rất là xa. Cho nên chúng ta là trách nhiệm của chúng ta nên khuyên nhủ những người nào chưa có chích thì hãy cùng chích. Cái này nếu là chúng ta vì cộng đồng và cộng đồng vì chúng ta, cho nên chúng ta phải chia sẻ cái thông tin này đến cho tất cả mọi người. Thì được biết là cái thông tin mới nhất là ở nguyên ở Los Angeles thì có đến 4 triệu người vẫn chưa chích COVID vaccine. Cho nên mà ngay thành phố San Francisco hay là những thành phố nhỏ như là ở San Jose hay là Sacramento cũng vậy, có rất nhiều người vẫn còn băn khoăn, vẫn còn chưa có xác định mình nên chích không chích. Thì hy vọng cái buổi nói chuyện hôm nay sẽ được rõ ràng nhiều hơn. Thì cái câu hỏi kế tiếp muốn hỏi bác sĩ đó, thì những người mà đã chích rồi đó thì họ cần phải tiếp tục làm những cái phương cách để bảo vệ cho chính mình, thí dụ như là rửa tay, vấn đề là mình phải giữ khoảng cách, social distance, mấy cái đó mình họ tiếp tục phải làm hay không bác sĩ? Tony nói là đúng, thì rất là nhiều người bảo là bây giờ cái Delta nó thay đổi giống như hồi xưa. Nếu bây giờ mấy người mà chích ngừa cũng bị, với lại mấy người chưa chích ngừa cũng bị, tại sao tôi phải chích ngừa làm gì? Tại sao? Thì mình muốn nói là chích ngừa là cái cách bảo vệ tốt nhất để cho mình không bị, nếu mình mấy người mà không chích á, thì cái cơ hội mà bị coronavirus thì cao hơn. Nhưng mà mình biết là chích ngừa nó không phải là 100%, nó không có gì là 100% hết, nhưng mà cái chích ngừa nó bảo vệ 99.99% cho một cái khúc mà quan trọng nhất là vì nhập viện với lại về tử vong. 99.99 là rất là cao, không phải 100%. Nhưng mà giống như là thí dụ là bác sĩ Mai Chi chích ngừa rồi, thì bác sĩ Mai Chi nếu bị bệnh corona virus thì cái Delta, bác sĩ Mai Chi có thể bị nhưng mà có thể là không bị bị cái gì mà mình cũng không biết, với lại hay là nếu mình bị mình sẽ bị mấy cái người ta gọi là symptom là rất là nhẹ. Mà nếu mình không chích, nếu bác sĩ Mai Chi thí dụ là bác sĩ Mai Chi không chích, nếu bị cái corona, cái cơ hội mà đi nhập viện với tử vong rất là cao. Thì lý do vậy á, cái đó là cái quan trọng nhất, chứ không phải là mình bị là coi nó ảnh hưởng cơ thể mình như thế nào, với lại cái cơ hội mà mình sống được hay không sống được. Lý do vậy á thì mình mới nói là không có cái gì là 100%, nhưng mà cái vaccine chích ngừa là cái tốt, cái bảo vệ tốt nhất. Cái thứ hai là mình vẫn còn lý do tại sao CDC với mọi chỗ bây giờ, hồi xưa người ta kêu là bây giờ mọi người vì Delta mọi người nên đeo khẩu trang, mình chích hay là không chích không, mọi người phải đeo cái khẩu trang. Mà quan trọng nhất là đeo khẩu trang lúc mình đi ra ngoài mà mình không biết người khác chích hay không chích, thì cái quan trọng là rửa tay, đeo khẩu trang là với lại chích ngừa, là tổng cộng nó là mỗi cái lớp để bảo vệ mình. Với lại mình nghĩ là mấy người con nít á, thì nó bây giờ mới trở lại là tháng 8 với lại tháng 9 là bắt đầu đi học. Con nít 12 tuổi trở xuống là chưa được cơ hội, 12 tuổi trở lên thì được chích, nhưng mà 11 tuổi trở xuống là chưa có cơ hội để chích. Mà hy vọng trong khoảng mùa thu thì mình sẽ nghe coi là con nít, mấy cái người ta gọi mấy cái nghiên cứu á, coi nó, người ta sẽ coi cái lượng cho con nít nó như thế nào. Rồi bây giờ mình hy vọng là lúc cái vaccine nó sẽ có cho mấy con nít, nhưng mà bây giờ mình kêu là vẫn còn nên đi học, nhưng mà ở chỗ học đó, nó bắt cô giáo với mấy người học làm ở đó là phải chích ngừa. Nếu không chích ngừa thì người ta phải đi thử cho COVID mỗi tuần. Rồi với lại mấy học sinh là sẽ cách xa nhau khoảng 6 feet, rồi mọi người đeo khẩu trang, rồi rửa tay. Tổng cộng vaccine, mấy cái phương pháp đó là sẽ giúp mình để bảo vệ hết cả cộng đồng, gia đình mình với lại mấy người mình thương. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì cũng có một cái giả thuyết đưa ra thế này, thì họ nói là tại vì cái vaccine vẫn còn nằm trong cái vòng thử nghiệm, và FDA vẫn chưa có đồng ý để mà phân phối ra cộng đồng, chỉ vẫn là trong vòng cái phần vấn vòng thử nghiệm mà thôi. Thì xin bác sĩ cho biết cái giả thuyết này như thế nào, và
nó có phù hợp không trong cái tình trạng ngày hôm nay. Thì mình biết là mấy người các chuyên gia, mấy người expert ở FDA á, là cái trách nhiệm người ta là phải coi mỗi lần có một loại thuốc hay một cái vaccine, người ta phải coi cái người ta phải quyết định là cái đó có cái lợi ích, cái hại, rồi người ta phải coi hết cả là cái nghiên cứu, là coi người ta cho nên cái thuốc này để cho mọi người dân để dùng hay không. Nhưng mà đang người ta bây giờ đang một cái tình trạng cấp cứu, giống như là emergency pandemic, không ai biết. Nhưng mà mình không có muốn là làm sao là người ta gọi là mấy người chuyên gia đó là người ta phải coi là làm sao trong tình hợp này, trong trường hợp này là cấp cứu. Nhưng mà người ta muốn là mấy cái nghiên cứu của mấy người bác sĩ với mấy người researcher với đó là người ta muốn biết là người ta theo là mấy cái người ta phải coi mấy cái quyết định người ta làm phải rất là nhanh, nhưng mà người ta không có thể cắt được mấy cái khúc mà rất là quan trọng là coi là cái an toàn của cái thuốc đó hay là cái vaccine đó, cái hiệu quả nó phải là rất là cao, rồi mấy cái side effect là nó phải rất là thấp. Thì người ta theo dõi bây giờ mình coi bao nhiêu triệu người ở trong nước Mỹ đã chết rồi bao nhiêu người ở trong thế giới chết được, với lại người ta theo dõi mấy người đó rất là kỹ. Thì lý do vậy, nếu mình nói chuyện với Tony với lại quý vị là một năm về trước, trong hàng 2020 lúc mình mới bắt đầu, mấy chục ngàn người đã được cái vaccine rồi, mà sau khi bây giờ là gần một năm rưỡi rồi, bao nhiêu triệu nhiều người hơn, mà cái side effect với lại cái lợi ích là mình thấy là cái lợi ích nó quá cao. Thì lý do vậy á, thì người ta bảo là trong khoảng mùa thu này Pfizer nó sẽ bắt đầu coi là nó không có gọi là emergency, là cái cấp cứu EUA nữa. Nó sẽ đang apply ba loại cái vaccine, người ta apply để cho là 100% full use. Thì mình đang đợi cho cái đó, nhưng mà tại vì mình đang ở trong emergency cái cấp cứu này thì lý do vậy người ta phải cho cái tên đó. Dạ vâng, thì cũng tiện đây thì sáng nay thì tôi đã đọc được một cái report của cái chương trình WHO, thì nói là trên thế giới này đã tiêm chủng cho tất cả là 2 tỷ 400 triệu người đã nhận được vaccine, và 2 tỷ 5 người đó, trong số này là 2 tỷ 5 nghĩa là 1 tỷ chấm 2 đã nhận đủ cả 2 liều vaccine trên thế giới này. Và riêng ở Hoa Kỳ thì đã nhận khoảng 354 triệu liều vaccine, và đã có 167 triệu người đã nhận đủ 2 mũi vaccine. Thì đó là những cái thống kê mà có thật, thì để chúng ta có thể chiêm nghiệm được hiểu là những người này họ đã chủng ngừa, đã tiêm vaccine, và những cái gọi là side effect nó chỉ là rất là nhẹ trong vòng 24 đến 48 tiếng. Thì cũng như là bác sĩ Mai Chi vừa mới chia sẻ, thì chính Tony cũng đã tiêm vaccine thì cũng không cảm thấy mà hề hấn gì cả. Nhưng mà mình phải nghĩ cái đường dài là khi mình đã bị nhiễm virus COVID, thì lúc đó thì vấn đề mình, cái vấn đề mà mình phải vào trong nhà thương, vấn đề sinh tử nó rất là mỏng manh. Nhất là những người mình trông rất là khỏe mạnh, có những lực sĩ, những người khỏe mạnh rất là trẻ thôi, nhưng mà cũng không thoát khỏi cái lưỡi hái tử thần của COVID-19. Thì cũng không, rất nhiều cứ nghĩ là tôi còn trẻ thì tôi còn khỏe lắm, thì tôi cứ chờ xem lần thế nào. Nhưng mà có những người rất là hối hận, mà khi chúng ta, người họ bị nhiễm COVID, họ phải vào nhà thương, họ muốn đòi hỏi một cái liều vaccine, nhưng bác sĩ nói là trễ rồi, tại vì lúc đó thì không có một cái liều vaccine nào có thể giúp cho họ cứu sống họ được nữa. Thì hy vọng là chúng ta lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta cũng chia sẻ được những thông tin để cho tất cả những quý vị nào, người thân trong gia đình, bạn bè mà chưa có tiêm chủng vaccine, chúng ta tiêm chủng vaccine. Thì hy vọng trong một ngày không xa thì chúng ta có một cái gọi là miễn dịch cộng đồng cho tất cả mọi người. Thì cái câu hỏi kế tiếp xin được hỏi bác sĩ là
có nhiều người vẫn nói là bây giờ tôi tiêm vaccine mà tôi cũng không có, bác sĩ mình chia sẻ là vẫn có thể bị nhiễm COVID vaccine, vẫn COVID virus thì nó gọi là Delta variant. Thì cách đây chừng 2 tháng thì mình nghe nói là cái virus mình mang vào trong cơ thể của người đã được chích vaccine nó không đủ lớn để mà mình carry on, mình nhiễm qua một người thứ ba. Thì bây giờ nó có còn đúng như vậy không? Và nếu chúng ta có như vậy thì chúng ta có cần phải đi thử nghiệm testing thường xuyên hay không bác sĩ? Thì hồi xưa mấy cái variant của cái coronavirus thì mấy người mà chích ngừa không không có thể truyền qua cho người khác nhiều, nhưng mà cái Delta nó khác, tại vì bây giờ cái người mà chích ngừa với lại người không chích ngừa có thể lây cho người khác, truyền ra cho người khác. Thì cái đó là cái quan trọng, lý do tại sao mình phải đeo khẩu trang, rửa tay, rồi bây giờ người ta bắt mọi người phải chích ngừa. Cái chích ngừa, cái truyền lây cho người khác thì cao, nhưng mà lúc mình bị á, hay là mình lây cho người khác, cái quan trọng á, cái là sức đề kháng của cái người khác như thế nào, mà mình biết là lúc mình chích cái vaccine nó làm cái sức đề kháng của mình rất là mạnh, nó giống như là nó huấn luyện, nó train cái cơ thể của mình để đánh cái coronavirus, với lại nó có thể đánh cái coronavirus cái variant khác trong tương lai, tại vì nó cái gốc của nó giống nhau nhưng mà dần dần nó thay đổi. Nhưng mà cái cơ thể, cái sức đề kháng của mình cũng rất là thông minh, như cái vì lý do cái vaccine nó sẽ giúp cơ thể của mình để biết cái coronavirus, với lại nó có thể bảo vệ, thì lý do vậy mình có thể truyền cho người khác. Nhưng mà cái người nào mà chưa bị chưa chích ngừa, với lại cái sức đề kháng nó chưa chưa cao vậy á, thì người ta sẽ dễ bị nhập viện với lại tử vong. Với lại cái side effect của cái bệnh đó, cái mình không biết nó kéo dài bao lâu. Mấy người mà bị bây giờ, hồi xưa một năm về trước thì Tony mới nói là bây giờ bao nhiêu tỷ người trong thế giới đã chích rồi, mà cái side effect rất là nhỏ. Nhưng mà hồi hơn một năm về trước thì mình có thể nhiều người không có biết ai là bị COVID hay là bị corona hay bị bệnh, nhưng mà bây giờ sẽ có nhiều người biết là mình bị, hay là có trong người trong gia đình mình bị, hay là mình sẽ có biết một người bị. Mà cái buồn đó là có mấy người là có trong gia đình mất người vì vì COVID. Thì lý do vậy, cái tình trạng này mình muốn bao nhiêu người thì giữ sức khỏe, là mình nếu mình có cái cơ hội để chích, cái tuổi mình đúng tuổi á, mình nên chích. Rồi mình cũng phải tiếp tục đeo khẩu trang, rửa tay. Rồi mình phải coi coi bây giờ mình ra ngoài cái mình có đi chỗ đông hay không, thì mình cũng phải nghĩ cái đó, là trong cộng đồng mình là bao nhiêu người chết, rồi cái cơ hội để ra ngoài là mình cũng phải cẩn thận. Dạ vâng, thì hiện nay thì bác sĩ cũng biết là được biết là 96% những bệnh nhân ở trong bệnh viện đó, thì là đã nhiễm, phải nói là nhiễm cái loại vi khuẩn là Delta. Thì cái số mà bị bệnh, phải nói là bị nhiễm cái vi khuẩn Delta này nó rất là nhanh. Thì giống như là mình đã chia sẻ với nhau được một buổi học tập cách đây 2 3 bữa, thì tôi được biết là những người mà nhiễm bị cái Delta variant á, thì cái khả năng để lây nhiễm cho người trong gia đình nó gần như là 100%. Thì nếu mà một người bị nhiễm cái loại coronavirus từ xưa đấy, thì những người trong gia đình có thể bị nhiễm được khoảng 20%. Thì nghĩa là mình có thể mình chiêm nghiệm ra là cái Delta này nó rất là nhanh và rất là mạnh. Thì trong vòng 1 2 ngày có thể có triệu chứng liền, như hồi xưa mình nói là corona có thể đến 15 ngày sau thì người đó có thể bắt đầu cái triệu chứng, nó có thể mới bắt đầu được phát hiện. Thì đây là không phải một vấn đề là mình muốn chia sẻ để cho chúng ta cùng biết được một cái loại vi khuẩn mới, nó mạnh hơn và nó hung dữ hơn rất là nhiều cái loại vi khuẩn trước đây 1 năm mình nói chuyện. Thì Tony nói là đúng, là hồi xưa thì cái nó không có lây lây cho người khác và nhanh như vậy. Thì lý do vậy á, mình nghĩ á, là trong gia đình của mình, nếu một 100% người chết, hết cả mọi người trong gia đình mình chết, thì cái cơ hội mà nếu mình đem corona vô nhà, thì cái cơ hội mà corona lây lây cho nhau, thì mình cái đó mà mình phải hiểu thêm. Nếu nó có thể lây, nó lây nhanh, nhưng mà nếu mà mình chết, mình biết là cái cơ hội mà mình bị bệnh
hay là mình có triệu chứng rất là ít. Với lại mình cái vaccine nó bảo vệ mình để mình không có bị cái mấy cái symptom nó rất là nặng hay là mình cần đi nhà thương. Nhưng mà nếu trong gia đình mình á, thì nếu chỉ có vài người chích mà hết cả mọi người khác không không có chích á, thì lúc nó mình đem coronavirus vô nhà thì nó có thể lây cho người đó, rồi đến nó có thể thay đổi luôn. Nó có thể thay đổi thì càng nhiều người trong cộng đồng, trong gia đình mà mình cứ tiếp tục bao nhiêu người trong trong cái thành phố đó mà chưa chích á, thì nó cho cái cơ hội cho trong tương lai mấy cái variant khác nó sẽ dễ ra nữa. Thì cái bảo vệ nhất cho cộng đồng của mình với gia đình của mình là mình chích ngừa lúc mình có cái cơ hội để chích. Rồi đến lý do vậy mình biết là cái vaccine là tốt nhất. Cái thứ hai là mình thêm mấy cái lớp để bảo vệ, khẩu trang, rửa tay. Mình làm vậy là mình sẽ yên tâm là mình có thể sống cuộc đời của mình, là không có phải là mình phải ở trong nhà hoài, nhưng mà mình làm sao mình biết là mình có chích, mình rửa tay, mình đeo khẩu trang, là cái đó là mình có thể tiếp tục tập hết cả cộng đồng của mình cần giúp nhau để là mình mạnh hơn cái Delta. Dạ vâng, có một câu hỏi vừa gửi đến cho Tony đó, thì muốn hỏi bác sĩ là tôi có đến hai đứa con dưới phải nói là dưới 18 tuổi, là nghĩa là một đứa 16 và một đứa 13, thì tôi vẫn còn băn khoăn là không biết có cho hai con tôi chích vaccine hay không. Xin bác sĩ có thể chia sẻ cái kinh nghiệm bác sĩ là có nên cho hai người con tôi được chích hay không? Thì bác sĩ Mai Trung hiểu là người mẹ luôn, với lại có đứa con nhỏ 6 tuổi thì nó chưa được chích tại vì nó 6 tuổi. Nhưng mà nếu bác sĩ Mai Trung có con mà 12 tuổi hay trận với lại lên, thì mình cũng nghĩ là tại sao mình không muốn nó chích. Thì mình nghĩ là mình không muốn nó đau tại vì chích ngừa, hay là mình không có muốn nó có cái side effect, hay là nó sợ chích hay là cái này kia. Thì mình phải nghĩ lý do tại sao mình chưa mình ngại để cho nó chích. Vì mình phải coi mỗi người có tình trạng khác nhau, thì mình phải biết nếu nó cái lợi ích của cái vaccine với lại mình bảo vệ, mình đem nó ra nếu nó đi học hay là nó ra cộng đồng mình yên tâm hơn là nó có nhiều lớp bảo vệ nó. Thì bác sĩ Mai Chi không có muốn nói cho mọi người là phải là con cái của mình hay là cái này cái là cái quyền của mình. Nhưng mà mình nghĩ nếu mình đem con ra ngoài trong cộng đồng, mình muốn nó có là cái cơ hội cao nhất để khỏe. Thì lý do vậy mấy cái vaccine, đeo khẩu trang, rửa tay với mày kia, thì cái đó nó quan trọng để cho nó có cái cơ hội để sống một cái cuộc sống bình thường. Với lại nó có thể đi học với bạn bè, với lại bị bệnh ít hơn. Mà nếu nó bị bệnh, mình yên tâm là nó sẽ không bị bệnh nặng. Với lại nó sẽ cái cơ hội giảm hơn là phải đi nhà thương. Thì có một câu hỏi nữa của một chị làm nail ở hair work, thì chị muốn hỏi bác sĩ là bây giờ tôi có một bà chị, thì chị năm nay cũng 7 tháng, nghĩa là chị mang bầu 7 tháng rưỡi rồi, thì tôi vẫn băn khoăn không biết chị có nên đi chích vaccine hay không, và có ảnh hưởng gì đến cho đứa con còn trong bụng hay không. Xin bác sĩ chia sẻ dùm. So, cái này là cái câu hỏi mà nhiều người hỏi, tại vì lúc mình đang có bầu hay mang thai thì mình lo cho con của mình với cho mình, tại vì mình bỏ thuốc thì uống thuốc hay là chích ngừa gì ai cũng lo hết. Vì mới mấy cái nghiên cứu mới ra trong một tuần nay là cái vaccine nó rất là an toàn cho mấy người đang có bầu. Với lại người ta coi là cái lúc nếu mình bị COVID mà mình đang có bầu, cái cơ hội mà cái COVID nó ảnh hưởng, cái bệnh COVID á, nếu nó có thể ảnh hưởng mình với lại nó có thể ảnh hưởng em bé, cái vaccine là nó sẽ bảo vệ cái người lớn và bảo vệ đứa em bé. Thì mình biết là lúc mình chích là nó không có cái side effect để hại em bé. Thì mình biết là cái nghiên cứu trong mấy triệu người với mấy tỷ người đang chích về cái này rồi, với lại người ta đang theo dõi mấy người đang có bầu mà đang chích, thì bây giờ người ta cũng theo dõi mấy người đang có bầu mà bị COVID, rồi người ta coi mấy người đó mà không có chích ngừa vaccine, người ta cái COVID nó ảnh hưởng em bé như thế nào.
thì mình biết là cái COVID nó sẽ ảnh hưởng người mẹ, với lại cái sức khỏe của người mẹ sẽ cũng có thể ảnh hưởng đứa đứa bé. Thì mình biết là cái vaccine là một cái cách bảo vệ an toàn nhất để cho mẹ, để giữ cho con an toàn. Dạ vâng, thì cũng có một cái câu hỏi gửi đến cho Tony. Thì cái câu hỏi này không phải là chỉ một người hỏi, mà rất nhiều người đã đặt câu hỏi này ra trong thời gian vừa qua, là tôi không biết tôi có nên cho con tôi chích vaccine hay không. Tại vì rất nhiều người đồn thổi ra vấn đề vô sinh. Nghĩa là nếu mà con tôi chích vaccine khi còn bé thì khi lớn lên vấn đề sinh sản, vấn đề vô sinh, nghĩa là nó không có đủ để mà có thể sinh sản sinh con nữa. Thì vấn đề này cũng rất nhiều người đặt câu hỏi trong thời gian vừa qua, thì xin bác sĩ có thể chia sẻ cùng vấn đề này. Cái đó là ai cũng lo là nếu chích cho con cái side effect trong tương lai như thế nào. Mà mình nói là mấy cái này á, là mình chưa có đủ cái nghiên cứu để, tại nhiều nhiều người lo rồi, trên internet nó có nhiều cái này mà người ta nghĩ á, thì người ta gọi là myth myth là nó không có phải là thật, mình không biết Dạ á. vâng. Nhưng mà tại vì nhiều người không hiểu, là người ta thấy ở internet hay người bạn bè nói, thì mình bác sĩ Mai Trí nói là bây giờ là cho con nít á, người ta đang theo dõi con nít. Bây giờ hy vọng trong mùa thu cái vaccine cho 12 tuổi, mấy đứa 11 tuổi trở dưới là người ta sẽ cho. Nhưng mà cái sản sinh với lại mấy cái đó là chưa có cái Bằng chứng gì evidence, ạ? bằng Dạ vâng. chứng gì hết. Dạ vâng. Thì bác sĩ Mai Trí khuyến khích là cái thông tin nó thay đổi rất là nhanh. Thì cái chỗ nào mà mình nghe cái thông tin là rất là quan trọng, đầu tiên đó là mình sẽ nên cái website CDC là tốt nhất. Rồi mình đang ở chỗ nào là cái Department of Public Health, cái y tế của cái Cali, thì mình theo đó. Hai cái chỗ đó là cái thông tin là tin tưởng nhất của mấy cái nghiên cứu. Với lại cái quan trọng là mình biết là cái thành phố của mình, cái mấy cái luật với mấy cái đó là như thế nào, thì cái rất là quan trọng. Nếu mình nghe từ bạn bè hay trên internet, mình phải coi chừng là cái đó là cái thông tin đó là có phải là thật hay không, cái bằng chứng nó ở đâu, với lại là ai là viết mấy cái đó. Thì cái quan trọng nhất là mình muốn hiểu thêm là nên đi cái website của CDC với lại cái tiểu bang của mình. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì phải nói là bây giờ trong thời gian mà nói là các mạng xã hội rất là nhiều cho những thông tin, phải nói là trái chiều cũng rất là nhiều. Có một số người không biết một lý do nào đó họ thay đổi những cái tin tức, hoặc là họ thêu dệt thêm những cái tin tức không có sự thật, thì làm cho mọi người rất là hoang mang, nhất là những người chưa hiểu biết, chưa có, không có tìm hiểu những cái thông tin gọi là chính thống, là tin tin xác thực. Thì hy vọng là chúng ta cùng tìm hiểu những tin tức và nói xác thực như bác sĩ vừa mới chia sẻ là từ CDC, thì để chúng ta có một cái suy nghĩ, một cách nhìn nhận nó đúng hơn. Dạ vâng. Thì gần đây, thì cách đây còn chừng 2-3 bữa, chúng ta phải nó theo dõi rất là nhiều trên các đài truyền truyền hình phát thanh về vấn đề là những người đã chích vaccine rồi thì có cần phải chích thêm một mũi thứ ba. Nó gọi là booster thêm cho họ. Thì theo bác sĩ nghĩ về vấn đề như thế nào và chia sẻ cùng chúng tôi. Rồi cái booster là cái mũi thứ ba, hay là mũi, nếu mình chích hai mũi đấy, hay là Dạ nếu mình vâng. chích một mũi là mũi thứ hai. Cái booster là cái extra, cái thêm. Dạ Thì vâng. mình biết là mỗi lần mình chích cái sức đề kháng nó dần dần nó giảm xuống. Bây giờ mình chưa biết là cái đó là 6 tháng, 8 tháng mình phải nghiên cứu thêm. Nhưng mà bây giờ người ta CDC nó kêu là dân bình thường, sức khỏe bình thường chưa cần chích cái booster. Nhưng mà có mấy phần của người mà cái sức đề kháng nó yếu hơn, thì mấy người đó có thể lợi là nên chích cái booster. Nhưng mà ngay tại bây giờ hôm nay CDC với lại FDA nó đang theo dõi cái khúc của mấy người mà cái sức đề kháng rất là yếu. Có thể cái mấy người đó là người ta bị ung thư, hay là người ta có cái vấn đề gì mà cái sức đề kháng người ta yếu hơn, thì mấy phần đó thì có thể lợi hơn là chích cái booster. Nhưng mà trong tuần trong mấy tuần này mình sẽ nghe thêm về cái vấn đề đó. Dạ vâng. Thì hy vọng là cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta cũng có một số thông tin để chúng ta chia sẻ lẫn nhau. Và trước khi mà
Tôi phải nói là cảm ơn bác sĩ. Trước khi từ giá bác sĩ thì bác sĩ có thể có những vài điều gì muốn chia sẻ dùng tất cả quý vị anh chị em trong ngành nghề nail và tất cả quý vị thân hữu đang theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Cái quan trọng nhất là rất là dễ dễ để mình chăm sóc cho sức khỏe cho mình với mấy người mà mình thương, là quan trọng là mình nhớ rửa tay, đeo khẩu trang, mình làm sao là mình nghĩ mình đi chỗ làm mà mình cũng bảo vệ mình ở chỗ làm, nhưng mà mình cũng bảo vệ mình ở nhà với lại ở trong cộng đồng. Với lại cái tốt cách tốt nhất là chích ngừa, thì nếu mình chích ngừa rồi thì tốt, nhưng mà nếu mình biết có người bạn hay là gia đình mà chưa chích ngừa, mình cũng khuyến khích người ta nên chích ngừa. Mà nếu người ta rất là ngại thì yêu cầu người ta nói chuyện với bác sĩ gia đình của người ta để cho người ta có thể hiểu thêm. Dạ vâng, thì tất cả quý vị nào mà có người thân hoặc là anh chị em mà cũng chưa chích hoặc là không biết chỗ nào để mà chích ngừa thì có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị hoặc gửi email cho chúng tôi sẽ tìm cho quý vị một nơi chốn nào đó để quý vị chích ngừa càng sớm càng tốt. Thì một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Mai Chi đã dành buổi nói chuyện thật là đặc biệt ngày hôm nay. Thì về với một cái vi khuẩn nó mang một cái hình thức mới, nó gọi là Delta variant, thì hy vọng chúng ta có hiểu biết thêm vấn đề. Chúng ta luôn luôn tìm những cái thông tin chính thức và thông tin xác thực để chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất, chúng ta muốn giúp đỡ sức khỏe cho chính chúng ta và chúng ta cho cộng đồng. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi buổi hôm nay. Bye bye. Yeah.